Rồi, thì mấy anh em đang làm xe luôn, ngẫu hứng quay cho anh em cái clip này. Người rất là bận rộn và gọi là dơ giấy nên mẫu hứng quay cho anh em clip này. Một là thông báo 500 ngàn sub tặng quà cho anh em. Hai là thông báo mình mới về một cái siêu phẩm kỷ niệm một thời, huyền thoại một thời luôn. Anh em đón thử là xe gì nha. Đó, thì nếu như tới đó con cá mập này bán đi á, thì mình sẽ sử dụng con đó là cái con xe chơi. Rồi nếu như con đó chơi á, con đó mà anh em mua, anh em nào quý á, thì mình sẽ chơi R1 hoặc là CB650. Nói chung là anh em nào lấy con nào thì mình khỏi chân con đó, đa số mình chân thôi chứ mình đi là đi bán tải anh em. Đó, thì đây là cá mập 218 anh em ha. Đó, mình đang bán là 550. 218 nhiều đồ chơi, bán là tặng full đồ chơi nha. Đồ chơi là khoảng 50 triệu rồi đó anh em. Đó là tặng anh em luôn full đồ chơi, đồ zin con này không thiếu gì nha. Và xe này anh em mua là không cần ủy quyền qua ai luôn, bên mình đứng tên luôn. Đó, mình đứng tên mình ký cho anh em lần đầu luôn nha anh em nha. Đó, rồi anh em khỏi yên tâm. Đây là con cá mập thì khỏi nói đi. Bây giờ vô đây để hóng siêu phẩm. Anh em đón nó được là gì không? Đón được không? Này biết rồi. Đây là em CBR600RR huyền thoại một thời ha. Nói về cái con này anh em nhớ không? Thời đó hả, phải 500 triệu mới có một chiếc, khoảng 208 và 209. Và cái con này hả cực kỳ hiếm. Và thời đó có tiền mua không được anh em. Mắc lắm, cực kỳ mắc và mắc. 500 triệu thời đó mua được đất đai nhiều lắm luôn á anh em. Đó, nhưng mà người ta đã bỏ tiền người ta chơi tới con này. Thì con này á thì mình đang làm full hết luôn. Cặp vỏ mình tìm được cái cặp vỏ, mình lấy cặp vỏ zin của hãng Honda luôn. Rồi mọi thứ là mình thay nhớt hết, thay lọc hết. Thì nếu như anh em lấy cá mập thì mình sẽ lấy con này dạo phố rồi chơi. Con này mình tâm huyết luôn, dọn tâm huyết luôn. Mình sơn lại dàn áo nó cực đẹp luôn nha anh em. Đây cho anh em coi. Con này chỉ có cái chó zin vẫn còn nha anh em. Nhưng mà chủ trước á người ta lên xenon. Đó. Đó, đẹp không? Đó, cái này là quạt gió anh em, quạt gió mình thay mới luôn. Cái quạt gió con này mình thay mới và mình câu trực tiếp luôn. Khi mà anh em mở chìa khóa lên là máy nó mát liền. Nó mát luôn, đi là sẽ không bị nóng. Quạt gió này mình mua khoảng, hàng này mình mua khoảng 3 triệu mấy á. Mình mua của quạt của CBR650R anh em, đời mới á, mình gắn vô. Những quạt của cái quạt thì theo thời gian sử dụng mình thay quạt gió. Đó, con này mình sẽ lên dàn áo anh em hóng chờ đó. Cái này mà mình nhá hàng anh em thôi. Nhá hàng anh em thôi, mình hóng cho anh em hóng chờ một cái clip cực đẹp từ em nó. Tại mình đang bỏ sơn dàn áo, mình thích dàn áo màu đỏ tím tím. Thì dàn áo zin của nó màu đỏ, nhưng mà theo thời gian sử dụng nó 10 năm rồi thì nó không có còn cái màu tím tím nữa. Đó, cái màu đẹp nữa, mình sơn lại dàn áo tím tím. Đó, còn con này thì nhớt nhau thay hết. Đây, cái con này mình thích là cái bô đúc đít đó nè. Đó, anh em nhìn đặc trưng luôn, cái bô này là bô zin luôn nha. Dưới đây có Honda luôn nè. Bô đúc đít luôn, cái này zin nguyên bản luôn nè. Đó, mình thích là thích gì đó. Đó, vỏ mới Honda nè. Vỏ này theo mình biết là của CBR650 nha anh em. Vỏ mới từ hãng luôn, tháo xe từ hãng ra. Đó, cái bô nè, ở đây có bầu zin, bầu zin của nó cực kỳ đẹp. 600RR là hàng hiếm luôn đó, giờ ghét chân nè. Nhôm mà đẹp lắm nè, anh em thấy nguyên khói cái này em đánh giá là sao? Nhìn nó hồi xưa làm đã ha. Nguyên liệu của nó nhìn nó cứng ngắc ha. Nó thì xe trong trình trạng hoàn hảo, mâm ba đao. Rồi, thì bây giờ cho anh em nghe cái tiếng bô cái nhá hàng anh em thôi. Cái này nhá hàng thôi, chưa xong, xong là mình sẽ làm clip beauty cực đẹp dành cho con này luôn. Tâm huyết. Bô zin đó anh em. Bô này mình không bao giờ thay đâu, để đặc trưng như vậy á. Cho anh em nghe một xíu thôi, để anh em tò mò thôi. Con này hả, có cái yên solo, nói chung là mình sẽ làm cho nó đẹp, cực đẹp luôn. Nếu như mà anh em không rước thì mình sẽ để trưng rất là đẹp. Tại vì quá rẻ anh em. Bây giờ 180 đâu có tìm con nào đẹp được vậy đâu. 180 triệu mà không có tìm con nào mà thuần sợi bọt mà đẹp như vậy đó. Mà huyền thoại nữa. Bây giờ R6 anh em, R6 đa số xe á, nó không có còn ngon nữa. Không có còn nhiều xe ngon bằng CBR600RR. Và con này mà những anh em chơi xe mà gọi là chơi xe rành á, chơi xe sành điệu từ xưa giờ, chơi xe phóng lớn á, thì á, sẽ thấy nó rất là mang cái gì rất là đẹp và nó rất là đã nè. Nó rất là đã, rất là đẹp và rất là gọi là cái gì đó quyến rũ anh em. Nó là gọi là huyền thoại một thời anh em, nó gọi là huyền thoại một thời. Mình chỉ nhá hàng anh em là khi con xe ở đẹp vậy thôi. Đây, con này có trợ lực điện à. Từ thời đó mà nó có trợ lực rồi nè anh em thấy không?
chịu lực rất là đẹp. Ráp lại đi, tại vì mình đang tháo trần chuồng ra để cho anh em coi chiếc xe đẹp như thế nào. Mình lột hết đồ nó ra, mình cởi đồ ra để mình tắm rửa sạch sẽ cho nó, mình kỳ cọ rồi mình chà này nọ rồi đánh phụ tùng rồi lại ra cho đẹp, cho nó mới hoàn hảo hết để chạy cho nó mướt, cho nó mượt. Con này mình khoái nhất là tiếng máy nó êm ơi là êm luôn, nhìn cực kỳ thích, nhìn đã lắm anh em, nhìn ghiền lắm anh em. Nên mình rất là khoái cái bản đồng hồ cũng rất là đẹp. Về bữa xong đi mình sẽ quay cho anh em coi toàn diện nè, rất là đẹp nè. Bản đồng hồ nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là đua, gọi là đua tại 600RR mà anh em, rất là đua. Và cái con mẫu 222 của con này hiện tại cũng giá 500 triệu một chiếc luôn, mà không ai dám chơi, không ai dám nhập về chơi, chưa thấy luôn. Cũng 500 triệu cái mẫu 222, mình lên cái màu đỏ giống 222 luôn anh em, màu bản còn kép á, bản độ á đó, mình làm cái màu giống vậy đó. Rồi thì cái này nhá hàng anh em thôi, con này mình hả, mình đầu tư lắm anh em. Con này lấy anh em lấy là mình chỉ để cho vui thôi đó, để giá cho vui, chứ con này mình thay nước mát nè, thay nhớt nè, rồi thay vỏ nè, là anh em thấy nhiêu tiền là mấy chục rồi ha. Rồi hả, mình lợp yên nè, đó mình phủ lại chống sát nè. Đương nhiên những con này anh em phải kỹ phủ hết chống sát, anh em coi đi, những con xe hả nguyên vàng không có chỗ nào sát luôn, đã hơn 10 năm sử dụng mà không có chỗ nào sát luôn, mình phủ hết chống sát rồi anh em. Đó, rồi bây giờ nhá hàng chơi thôi, cho anh em chảy nước miếng chơi thôi nha anh em. Xe 10 năm mà cái dĩ nè, ừ, đẹp cực kỳ luôn. Không phải như mấy ông mà đi Ninja 4 mà xem rồi 250 đi có mấy bữa mà dĩ mòn nè, 20 năm mà cái dĩ ngon hả. Turbo nè anh em, Turbo nè, anh em thấy Turbo chưa? Cất nước nè. Rồi, ok anh em. Chỉ cái này á, người ta lên cái bi cầu á, nhìn nó mình không có kích thích lắm. Nãy lên bi cầu. Nhưng mà chó zin vẫn còn nha, bi cầu thì đẹp, bi cầu thì đánh giá nó đẹp đó. Rồi nhá hàng anh em vậy thôi nha, anh em nào mến thì họ hãy hóng clip em nó, huyền thoại một thời hóng clip em nó luôn. Rồi ly ra kia. Rồi thì bây giờ sắp Tết đến rồi đó, thì mình chúc anh em nhiều sức khỏe nha anh em, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe và làm ăn may mắn thuận lợi để mình ăn một cái Tết thì còn tuyệt vời bên gia đình. Và anh em nên nhớ nha, kênh mình sắp 500.000 sub và mình sẽ tặng quà anh em trước Tết, dù không đủ mình cũng ráng tặng quà cho anh em trước Tết luôn, là những cái món quà lưu niệm của mình tặng cho anh em đồ để kỷ niệm. Kênh YouTube Minh Biker đạt 500.000 subscribe đó, cũng là nhờ công của anh em mới đạt 500.000 subscribe. Quả sang năm mình hy vọng năm mới là mình sẽ được 1 triệu subscribe để mình đem đến cho anh em nhiều xe đẹp và quay cho anh em nhiều xe nữa. Và anh em hãy đón chờ cái siêu phẩm kia, sau khi hoàn thành thì mình sẽ quay một cái clip cực đẹp để anh em ngắm nhìn nha anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Minh Biker. Cảm ơn anh em đã yêu mến Minh Biker trong thời gian qua luôn nha. Và 500.000 sub là mình tặng quà cho anh em á. Rồi, không có gì hơn, chúc anh em nhiều sức khỏe và làm ăn càng ngày càng phát tài. Phát tài để làm gì? Để anh em hay đổi xe bên mình. Đó, anh em qua bảo trì xe. Nói chung là chúc anh em càng làm ăn càng đắm tới là mình càng vui à. Rồi, cảm ơn anh em đã xem kênh Minh Biker nha. Bây giờ mình làm xe tiếp nè. Mình bảo trì xe cho anh em đồ anh em. Đó, bây giờ dắt xe lên làm nè, chạy xe lên em ơi. Đó, quay lẹ làm cho anh em, cho nên dạo này anh em hỏi là sao mình ít ra clip vậy. Đó, thì mình bận làm xe cho anh em nhiều quá, gần Tết nó công việc bộn bề, mình làm xe cho anh em. Đó, xe đó là vô cặp vỏ. Ủa sao chưa vô cặp vỏ? Chưa xong. Phải chưa xong không? Là sao? Chưa xong xe kia. Xe kia là xe R15 đúng không? Là xong xe kia là vô cặp vỏ xe này. Ủa sao hôm qua bên kia gắn vỏ? Rồi rồi.